92 mà Đức đi, VVS1, 3 Excellent, chiều cao, mặt bàn, giắt cách đều là tuyển chọn. Và một chi tiết ở công năng sử dụng của chiếc túi này, đó chính là phần ở dưới này. Chiếc túi này Kỳ Lân thiết kế là để những cái hộp đồ, những cái đồng hồ hoặc là những hộp trang sức. Và ngoài ra thì khi mình không dùng cho việc đi giao những sản phẩm giá trị thì Kỳ Lân sẽ dùng đi đánh golf, là để đôi giày ở dưới này hoặc đôi dép dưới này, và trên đây là những bộ đồ, những vật dụng cần thiết để đi đánh golf. Sau đó Kỳ Lân sẽ mở nắp ra. Đây là ngăn bên dưới, gồm có một cái bì hồ sơ những đơn hàng mà Kỳ Lân sẽ đi giao. Và ở trong này có một cái hộp đồng hồ Rolex, chiếc đồng hồ Rolex Daytona chính hãng của Rolex. Cái này là mình để vô tư đôi giày đi công việc, đôi giày đi du lịch, đôi giày đi đánh golf đều được. Và một cái túi bàn giao sản phẩm, trong túi này có một cái hộp những sản phẩm mà Kỳ Lân sẽ đi bàn giao. Trong đây sẽ có những viên kim cương, ví dụ như đây là viên kim cương 7.2 nước đi, 6.8 nước ơ, 6.8 nước đi, và những giấy tờ, giấy GA chứng nhận của những viên kim cương. Viên kim cương 7.2, 7.2 mà nước đi, VVS1, 3 Excellent, chiều cao, mặt bàn, giắt cách đều là tuyển chọn. Những giấy tờ kiểm định của những chiếc nhẫn mà Kỳ Lân đi bàn giao. Và đi kèm là những cái khăn. Khăn này là khăn để lau, một khăn để lau sạch và một khăn lau trên chất liệu vàng để cho vàng ánh sáng bóng, làm cho vàng trở nên mới hơn. Kỳ Lân tặng kèm đến với những vị khách hàng của mình. Rồi sau đó Kỳ Lân sẽ bỏ vào hộp. Sau đó sẽ kéo dây kéo lại, kéo bên nào cũng được hết. Ở trên đây Kỳ Lân có thiết kế một cái ngăn để mà đựng những cái vật nhỏ, những cái giấy tờ hoặc là những cái gì mình cần lấy sử dụng nhanh á, thì mình sẽ để ngoài đây cho tiện, không cần mở bên trong. Và cái túi xách này Kỳ Lân cũng có thiết kế một cái dây đeo, khi mà mình đi gần á, đi ngắn thì mình sẽ cầm cái quay này mình xách, nhưng mà khi mà mình đi di chuyển dài xa thì Kỳ Lân sẽ mang cái dây này trên vai, đi rất là thoải mái. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ đi bàn giao đến những vị khách hàng những sản phẩm cao cấp luxury. Kỳ Lân phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, tất cả những dòng sản phẩm đẳng cấp sân trọng thượng lưu một cách tuyệt vời nhất, thăng hoa nhất đến với tất cả quý khách hàng. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.